Chào mừng quý vị và các bạn cùng với hai đội chơi của chúng ta quay trở lại với vòng 3 của Vui Cùng Bố Biểm mang tên Tổng Đài Bố Biểm. Nghe cái tên vòng thi thì chắc chắn là chúng ta cũng hiểu rồi đó, ý nghĩa của cái vòng này là như thế nào. Đó là chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ của một nhân viên trực tổng đài. Chúng ta sẽ trực tổng đài và chúng ta sẽ nhận một ý kiến của khán giả. Và nhiệm vụ của hai đội chơi của chúng ta là chúng ta sẽ trình bày những cái luận điểm của mình để bảo vệ cho cái trường phái của mình là gì, là phản đối. Còn trường phái ngược lại là ủng hộ. Chiến thắng của vòng này thì các bạn sẽ được cái gì? Các bạn sẽ có một cơ hội để lật ngược tình thế. Nó sẽ có một cái luật chơi rất là thú vị, đó là cược điểm hay còn gọi là cướp điểm của đội bạn. Trên bàn chúng ta có hai phong bì thì các bạn mở ra và ghi số điểm mà mình muốn lấy đi từ cái đội đối phương của mình. Nhưng số điểm mà mình muốn cược không được quá số điểm mà chúng ta đang có hiện tại. Ví dụ như bạn có 15 điểm thì bạn chỉ được lấy 15 điểm. Em định ghi 20. Chắc không được anh hả? 15 là... Dạ đúng rồi, tối đa 15. Rồi, bây giờ các bạn đã hiểu rồi ha. Mời phòng máy nối máy với lại khán giả. Tổng đài Bố Biểm xin chào bạn. Dạ xin chào Tổng đài Bố Biểm. Em tên là Phương. Thì hôm nay em gọi điện đến chương trình để mà nhờ Tổng đài tư vấn cho em một vấn đề em đang gặp phải. Câu chuyện hiện tại của em cũng khá là dài, thì mong mọi người sẽ lắng nghe ạ. Em cứ kể đi em. Dạ, thì em và chồng em đã quen nhau từ những năm đầu tiên của đại học. Và tụi em thì cũng vừa mới kết hôn gần đây. Chồng của em thì hiện đang là quản lý một cái cửa hàng thời trang mà bố mẹ anh ấy mở cho. Thì thời gian gần đây bố mẹ của hai đứa thì hay hối thúc bọn em có kế hoạch sinh con sớm vì mong muốn có cháu. Bố mẹ bảo là hai đứa em cứ sinh em bé đi, rồi ông bà sẽ hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng em bé. Em và chồng cũng đã nhiều lần đắn đo vì không biết là có nên sinh em bé hay không, vì tụi em cũng đang có kế hoạch tập trung để mà xây dựng sự nghiệp. Và dự định của bọn em là khoảng độ tầm từ 29 đến 30 tuổi, khi mà tài chính của bọn em đã vững vàng hơn thì mới quyết định sinh con. Vậy thì bây giờ em và chồng em có nên nghe theo bố mẹ để mà sinh em bé sớm rồi phấn đấu xây dựng tài chính cùng nhau, hay là tụi em vẫn cứ tiếp tục tập trung vào làm việc để công việc ổn định rồi mới sinh em bé ạ? Rất mong nhận được sự tư vấn từ mọi người. Em xin cảm ơn. Như vậy thì anh xin chốt lại như thế này. Có nghĩa là em đang muốn hai đội chơi của chúng ta sẽ trình bày quan điểm có nên chuẩn bị tài chính cho thật kỹ rồi mới có con, hay là cứ sinh con trước đi rồi từ từ rồi kiếm tiền nuôi con sau. Rồi có nghĩa là đội Luca chúng ta sẽ phản đối việc sinh con trước rồi mới xây dựng tài chính. Dạ. Đúng không? Còn đội ủng hộ thì sẽ ủng hộ quan điểm là xây dựng tài chính trước rồi mới sinh con. Rồi, dạ xin mời đội Luca phản đối trước. Dạ, đối với Khoa thì vì Khoa nghe câu chuyện của bạn là bạn mới học đại học xong. Thì ngoài ra cái việc tài chính á, là Khoa khuyên là bạn nên trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Tại vì bạn còn rất là trẻ và hai đứa vừa ra đại học thì nên đi chơi chung và trải nghiệm. Tại vì đối với Khoa là việc làm bố và mẹ thì là một cái trách nhiệm rất là cao và rất là lớn, thì mình phải cân bằng thời gian mình lại. Và hai về tài chính á, thì Khoa rất là phản đối. Đối với Khoa là tài chính phải ổn định trước. Tại sao? Tại vì mình làm bố làm mẹ thì mình phải có trách nhiệm để nuôi con mình. Không phải là cần tốt nhất, nhưng mà ít nhất là mình có chuẩn bị. Và lúc mà mình sinh con ra thì tùy theo cái nhu cầu của gia đình á, ít nhất là mình chuẩn bị là mình phải chi phí nè. Nếu mà ba mẹ bị áp lực về tài chính á, thì đối với Khoa đứa con nó sẽ cảm nhận được điều đó và nó không có phát triển được tốt. Và ba mẹ cũng không có thể nào mà để hết tình cảm về cho đứa con, tại vì mình còn rất là nhiều thứ khác. Đối với em, bổ sung ý của anh Khoa thì em không phản đối bất cứ một cái quan điểm nào, mà em đang quan ngại vì trải nghiệm của em là một mẹ biểm ở tuổi 34, khi mà hai vợ chồng đều khá là ổn định về tài chính mà em còn rất băn khoăn. Lúc mà mình biết mình có bầu, bắt đầu báo giá về đi khám thai, báo giá về vitamin bầu, báo giá về các loại dinh dưỡng thực phẩm tươi cần phải ăn, và báo giá luôn cả việc xây dựng phòng sơ sinh, máy hâm sữa, tã, bỉm, các loại chi phí vaccine, đặc biệt là chi phí đi sinh. Thì tổng cái số tiền đó tùy theo tài chính của từng gia đình, nó có thể dao động từ vài chục triệu cho đến hơn 200-300 triệu. Nó là một con số không nhỏ so với việc mà chúng ta không có điều kiện đi làm trong vòng vài tháng khi mang thai, mà mình lại còn phải nghỉ thai kỳ thêm 6 tháng mà chỉ có một mình người chồng sẽ gồng gánh hết tất cả các trách nhiệm. Vậy nếu như mà bạn đang rất dư dả về tài chính
thì bạn hãy suy nghĩ về vấn đề sinh bao nhiêu đứa con cũng được, rồi mới suy nghĩ kế hoạch tài chính, vì nó không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng mà nếu như bạn chỉ mới có 23 tuổi thôi, còn nhiều ước mơ phía trước, còn nhiều sự lựa chọn, và mình còn không biết là người chồng của mình có chịu nổi áp lực tài chính sắp tới hay không, thì việc bạn lựa chọn để mà sinh con trước rồi mọi chuyện tính sau, nó rất đi ngược với cái quy trình làm việc. Nó giống như là một cái may rủi nhiều hơn là chúng ta đang đảm bảo tương lai cho một đứa trẻ, mà nó không chỉ cần tình yêu không, nó còn cần rất nhiều những sự hỗ trợ về kinh tế, về tài chính, về những thứ tốt nhất mà ba mẹ có thể cho để làm cái nền tảng tốt nhất phát triển sau này cho trẻ. Nên mong rằng bạn có thể suy nghĩ thật kỹ cho chính hạnh phúc của bạn, hạnh phúc của cả hai người, hạnh phúc của gia đình tương lai và hạnh phúc của đứa bé rất là quan trọng, mà nó cần sự suy nghĩ thấu đáo của bạn trước khi quyết định. Ngoài ra thì em có nghe là bạn nói là gia đình hai bên đều ủng hộ để có con. Tại em tim phản đối thì em sẽ, vì quan điểm đó thì em nghĩ là nếu như mà mình tự nghiệp, tự làm ra cái tiền mà mình kiếm được trong gia đình mình riêng á, thì mình không có thuộc về là hai gia đình đứng sau. Dù gì điều đó rất là tốt nha, em không nói là sai, nhưng mà mình có tự lựa chọn và mình có thể mình không phải thuộc về ba mẹ của mình. Nếu mà gia đình mình có tài chính riêng thì mình sẽ tự đưa ra quyết định được. À, cảm ơn đội Luca, và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của đội áo trắng. Như em là em cảm thấy ủng hộ vì là nó sát với thực tế của em luôn. Em cũng trùng hợp là cũng 23 tuổi. Thì em cảm thấy là khi mà mình sớm như vậy thì hai vợ chồng có thể cố gắng để mà nhiều hơn. Tại vì khi mà mình có con thì nhiều khi mình cố gắng một thôi, nhưng mà mình có con thì mình lại cố gắng gấp 10, gấp nhiều lần nữa. Sao ta? Thì nói chung là trong cuộc sống mình sẽ có một cái đích đến nhiều hơn để mình tập trung trong cái sự nghiệp, trong cái tương lai của mình. Ngoài đó ra thì em cũng nghĩ là nếu mà sinh sớm vậy, đôi khi nếu mà có sự giúp đỡ của gia đình hai bên cũng là một cái điều tốt để mà giúp cho mình nhiều kiến thức tốt hơn, nhất là về vấn đề cái tuổi người mẹ nữa. Nếu sinh ra trẻ như vậy thì sức khỏe con cái nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ở đây thì bên phía phản đối thì chọn là phải ổn định tài chính rồi mới nghĩ tới việc sinh con. Nếu mà về mặt logic và an toàn thì nó đang rất là đúng. Cá nhân mình nha, với mình thì con cái là trên hết, cứ có con trước đã. Thật ra tụi em cũng vậy thôi. Ví dụ như nhiều khi mình tính toán quá, nhiều khi nó cũng rất là đau đầu. Mình cứ nghĩ là đẻ con ra rồi nuôi sao, rồi ăn học như thế nào, rồi tiền tài chính như nào. Nói chung mình tính rất nhiều, nhưng mà nó sẽ làm cho mình nó rất là mệt. Đó. Rồi mình quyết định nhiều khi trong cái thời điểm đó không có, rồi không biết là chờ biết đến khi nào. Đúng rồi. Nên là tụi em nghĩ là khi mà có duyên với nhau, hoặc tới, hoặc gia đình hai bên cũng đã tạo điều kiện rồi nói chuyện rồi như vậy, thì mình cũng nên có con. Rồi từ từ khi mà có con ra xong thì mình có một cái mục đích chính để mình bắt đầu mình tập trung, để mình cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Ở đây thì mình cũng sẽ có một cái câu hỏi ngược lại là, nếu như trong cái trường hợp của bạn Phương mà hai bạn vừa mới ra trường, chắc là cũng đang bươn chải. Và nếu như hai bạn đặt cho mình mục tiêu là cố gắng tới ngày tới 29-30 thì đủ tài chính rồi mới sinh con, vậy có cái gì đảm bảo là tới thời điểm đó mình đủ tài chính không? Đúng là mình đâu có biết trên cái đoạn đường đi của mình, là mặc dù mình đã nỗ lực hết sức nha. Câu hỏi được đặt ra là nếu mà tới 29-30 thì nếu mình không có đủ tài chính thì mình có sinh con không? Như vậy thì không, tôi phải đợi đủ tài chính thì tôi đặt tiếp mục tiêu tiếp là tới 35 tuổi, 40 tuổi cũng chưa được luôn. Và như vậy thì tới một thời điểm nào đó bạn muốn sinh con bạn sinh không được. Đó, thì ở đây thì anh cũng mở rộng thêm như vậy, không phải nói là phe ủng hộ đúng, cũng không phải nói là phe phản đối đúng, nhưng mà cái cá nhân mình đang lắng nghe câu chuyện của bạn ở một cái góc độ mà giống như mình đang người trong cuộc luôn đó. Đó là thêm một ít ý kiến của Coleman như vậy, thì chắc là xin mời ý kiến của bác sĩ Hiền. Thật sự ra cái tình huống của bạn Phương thì khá là thú vị, và nó là một cái thực tế trong xã hội hiện tại. Đúng là ở giữa cái hai nhóm thì không có một cái nhóm nào mà mình nói rằng là đúng sai. Ở đây không có nói đúng sai, mà nó sẽ tùy vào hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Giống như ông bà xưa nói rằng là sinh con thì mới sinh cha, sinh cháu ở nhà rồi mới sinh ông. Thì chúng ta có con, có cháu rồi chúng ta mới có động lực để mà chúng ta phấn đấu, để chúng ta làm việc thì cũng hợp lý. Đối với nhóm của Lưu Hà Trinh thì cũng vậy, thì mình cần phải có một cái chủ động. Thật sự ra mà nói là chúng ta trong cái xã hội hiện tại giờ, nếu mà chúng ta không có chủ động thì đôi khi nó sẽ rất là khó. Nên là không có một cái lời khuyên nào cụ thể cho cái trường hợp của bạn Phương nếu chúng ta không có nhiều cái thông tin.
Thì để mà chúng ta đưa ra một cái quyết định thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào rất nhiều những cái yếu tố. Ví dụ như là tính cách của bạn như thế nào, công việc của bạn ra làm sao, nghề nghiệp và cái định hướng tương lai của bạn như thế nào, điều kiện kinh tế, điều kiện môi trường sống và gia đình nữa. Nên thành ra là chúng ta tập hợp tất cả những cái điều đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định. Nhưng mà trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì bác sĩ Hiền muốn chia sẻ cho chúng ta thêm một cái ý. Đó là năm 2018 thì Thủ tướng Chính phủ có đưa ra một cảnh báo là các cặp vợ chồng nên có con trước 35 tuổi. Yeah. Để có một cái dân số, nó gọi là dân số khỏe mạnh. Yeah. Và chúng ta biết rằng là nếu mà phụ nữ trên 35 tuổi thì cái nguy cơ bị dị tật cho thai nhi, nguy cơ bị bất thường cho em bé rất là cao. Nên chúng ta nên phải có em bé sớm, cái tuổi lý tưởng là từ 20 đến 30. Thế thì bây giờ quay lại cái trường hợp cụ thể của bạn Phương, thì trước khi chúng ta đưa ra quyết định thì tôi nghĩ rằng là ngoài tất cả những yếu tố tôi vừa mới chia sẻ thì bạn nên đi khám. Bạn nên đi khám để bác sĩ đánh giá xem là cái dự trữ buồng trứng của bạn ra làm sao, cái chất lượng tinh trùng của bạn ra làm sao, khả năng sinh sản của hai bạn ra làm sao, để chúng ta có cái quyết định là chúng ta có sớm hay là có muộn. Chẳng hạn như là khi đi khám, bác sĩ trả lời rằng là cái dự trữ buồng trứng của bạn còn rất là kém, nhưng mà bởi vì bạn muốn ổn định thì trong y khoa hiện nay cũng có một cái giải pháp, đó là chúng ta có thể trữ trứng hoặc là trữ phôi. Cụ thể là bạn Phương là đã có gia đình rồi, thì nếu như bây giờ 23 tuổi mà bây giờ tôi muốn là 29-30 tuổi tôi mới có em bé, mà tôi sợ rằng tới lúc đó thì tôi trứng tôi không còn nữa, thì chúng ta có thể làm thụ tinh ống nghiệm và trữ cái phôi đó. Đến 29-30 tuổi chúng ta đem chuyển cái phôi đó vào trong cơ thể thì chúng ta vẫn có khả năng sinh em bé khỏe mạnh. Còn đối với một số bạn thì lại chưa có gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy, thì bạn cũng không biết là tương lai đến bao giờ mới có gia đình, không biết bao giờ chúng ta mới có em bé, thì chúng ta có thể là trữ trứng, chúng ta đi kích trứng, chúng ta trữ trứng vào ngân hàng, đến khi chúng ta lập gia đình chúng ta lấy cái trứng đó ra chúng ta làm thụ tinh ống nghiệm để chúng ta chuyển phôi. Đó là trong y khoa hiện nay có những cái hỗ trợ như vậy. Cảm ơn cái phần chia sẻ của bác sĩ. Bây giờ thì bạn là người sẽ quyết định chọn phe phản đối là đội Luca hay là phe ủng hộ là đội áo trắng, là đồng quan điểm với bạn nhất và bạn thấy phù hợp với bạn nhất tại thời điểm hiện tại nha. Ở đây không có đúng sai đúng không? Dạ. Yeah. Xin mời bạn Phương. Dạ thì em xin cảm ơn phần tư vấn của cả hai đội chơi, của anh Coleman cũng như là của bác sĩ. Thì lúc đầu bên đội Luca thì có rất là nhiều quan điểm em thấy rất là hay, nhưng mà đối với em thì em sẽ theo quan điểm của đội ủng hộ, vì tự nhiên em thấy anh Hiếu nói chuyện lúc đó rất là chân thành ấy, và có những điều mà sau đó thì anh Clement và bác sĩ cũng có nói đúng vào những điều mà trường hợp của vợ chồng em đang suy nghĩ đến, đó là bao giờ thì bọn em mới thành công. Vậy nên là quyết định cuối cùng của vợ chồng em vẫn sẽ là quan điểm ủng hộ việc sinh con trước của đội áo trắng ạ. Rồi, cảm ơn bạn Phương nha. Xin chúc mừng đội áo trắng đã chiến thắng ở vòng này. Và đương nhiên bạn giành được cái số điểm mà bạn mong muốn. Xin mời bạn mở phong bì ra để mình xem là bạn sẽ muốn lấy đi của đội bạn mình. Em còn 15 điểm em lấy 15 điểm. Rồi, đến đây thì tổng số điểm của cả hai đội như sau. Mặc dù là đội áo trắng đã cướp đi 15 điểm của đội Luca, nhưng mà vì đội Luca đã có một cái chiến thắng nó quá cách biệt ở hai vòng trước tới 45 điểm, cho nên là số điểm còn lại của đội Luca là 45 và đội áo trắng là 30. Và như vậy thì đội chiến thắng chung cuộc của Vui Cùng Búa Biển ngày hôm nay xin được chúc mừng đội Luca. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chương trình Vui Cùng Búa Biển tuần này với chủ đề Học Làm Bố Mẹ đã chính thức khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi cũng hy vọng rằng Vui Cùng Búa Biển ngày hôm nay cũng mang đến cho quý vị thật là nhiều thông tin bổ ích, bên cạnh những cái giây phút thư giãn rất là vui của cả hai ông búa biển nhà chúng tôi. Xin được gửi lời cảm ơn đến hai đội chơi một lần nữa, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ tiến sĩ Lê Văn Hiền, giám đốc phòng khám sản phụ khoa Hiền Đức, đã đồng hành cùng chương trình và chia sẻ rất là nhiều kiến thức thú vị và bổ ích, kể cả với bố biển U60 như tôi nữa. Và đến đây thì Coleman một nữa xin gửi lời chào tên tạm biệt đến tất cả quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
đón xem tập 2 Vui cùng bố bỉm phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu ngày 19 tháng 5 2023 trên kênh HTV7.